Kính thưa quý vị, cô bác, anh chị và các bạn thân mến, trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay, xin được chia sẻ đến quý vị, cô bác, anh chị và các bạn mình về cái tình hình tại Việt Nam ngày hôm nay là ngày 18 tây tháng 5 năm 2023 thưa quý vị. Và hiện tại thì trước màn hình của cô bác anh chị mình thì chúng ta có thể thấy là cái tình hình mưa dông nè tại khu vực Sài Gòn thì vẫn diễn ra sôi nổi những ngày gần đây nha quý vị. Ở đây thì ngày hôm nay thì mưa cũng tương đối lớn quý vị. Và giờ này thì Thái Võ đang ở nhà của một người bạn đó tại cái khu vực gần Sài Gòn. Ở đây thì thuộc huyện Bình Chánh quý vị. Và cách Sài Gòn khoảng chừng đâu đó là cỡ nửa tiếng 45 phút lái xe á. Và thưa quý vị thì với những cái cơn mưa dông như thế này nè mà kèm theo cái trời gầm nữa thì quý vị thấy là để mà nói mà đi ra đường vào lúc này đó thì nó cũng tương đối nguy hiểm quý vị. Vậy mà ở đây là Thái Võ thấy là có người dân nè, người ta cũng mặc áo mưa, người ta đi làm, người ta kiếm cái đồng tiền bát gạo thì mình nhìn mình thấy mình cũng tội quý vị. Và phải nói là vào cái thời điểm lúc này mà tại Sài Gòn đó, nắng mưa nó thất thường lắm. Có khi là mưa buổi sáng, hoặc là có khi là mưa buổi chiều, hoặc là cũng có khi là sáng thì nắng gắt chói chang, còn chiều thì mưa dông tầm tã như thế này. Và thật sự là mình không biết phải nói làm sao với cái thời tiết kiểu như này quý vị. Hiện tại ngày hôm nay là ngày 18 tây tháng 5, giờ này thì khoảng 5 giờ chiều quý vị. Ở đây thì hiện nay thì đang cúp điện nữa. Và có lẽ là do những ngày qua đó thì về cái tình hình nắng nóng tại Sài Gòn thì người dân người ta xài điện thì cũng tương đối nhiều quý vị. Mà cái giá điện thì lúc này thì lại tăng nữa. Phải nói là cái thời buổi kinh tế khó khăn, công nhân thì người ta bị sa thải này kia đủ thứ hết. Người ta không có tiền có bạc gì hết. Mà gặp cái cảnh nắng nóng ban ngày, chiều thì mưa dông như thế này, bao nhiêu cái khó khăn nó ập đến. Mà bây giờ là còn phải đối phó với cái chuyện mà giá điện lại tăng lên cao nữa. Xong rồi kiểu như là bây giờ mà coi như là điện mà mấy hôm nay mà xài quá tải rồi đó quý vị. Cho nên là bây giờ là cúp từ trưa tới giờ rồi. Kính thưa quý vị thì giờ này thì cũng đã 7 giờ tối rồi mà cũng chưa có điện nữa quý vị. Và nhìn cái cảnh này thì trời thì chớp nháng ha, mưa thì gỉ gã ở bên tai. Thái Võ nhớ cái cảnh ở dưới quê đó. Ngày xưa thì thường hay quay quần với ông bà cha mẹ, nấu một cái nồi cháo trắng với một cái chảo cá kho tộ nữa, bên cái ngọn đèn dầu le lét, gió thì thổi vi vu mát mẻ như thế này ha. Nói chung thì mình cũng nhớ cái cảnh quê xưa lắm quý vị. Quý vị thấy là ở dưới đường thì giờ này thì tối hù hết, chưa có nhà nào mà có điện hết quý vị. Kính thưa quý vị thì hiện tại thì Thái Võ đang có mặt tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Và ở đây là ga quốc nội quý vị. Ngày hôm nay thì xin được chia sẻ đến cô bác anh chị mình đối với cái hành trình mà chúng ta di chuyển từ Sài Gòn đi Hà Nội. Và do là có việc á, cho nên là Thái Võ cũng đi sớm. Ở đây là cái chuyến bay buổi sáng lúc 8 giờ của hãng hàng không Vietjet Air quý vị. Và đây là một cái hãng bay thì cũng tương đối là bình dân và cái giá thì nó cũng mềm. Và ngày hôm nay thì cái điểm đến của mình đó thì tại Hồ Hoàn Kiếm quý vị. Thái Võ đi trong ngày, Thái Võ về liền. Và sẵn dịp thì cũng xin chia sẻ đến cho cô bác anh chị mình một số cái hình ảnh tại Hà Nội luôn nha quý vị nha. Và thưa quý vị, cô bác anh chị và các bạn thân mến, ở trước màn hình thì ở đây là một cái khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm quý vị. Ở đây hay còn gọi là hồ Gươm đó. Và theo những người dân địa phương ở đây nè, Thái Võ có hỏi đó, thì người ta nói là cái hồ này là cái hồ nước ngọt tự nhiên từ đó giờ quý vị, chứ không phải là cái hồ nhân tạo. Và cũng ngay cái khu vực mà Thái Võ đang đứng tại đây thì ngay cái trung tâm của Hà Nội luôn quý vị. Ngay cái khu vực trung tâm luôn á. Thì cái hồ này thì theo một số người dân mà người ta, một số người mà lớn tuổi ở đây đó, người ta nói đó là cái hồ này thì có cái diện tích là khoảng đâu đó là cỡ 12.000 hecta đó quý vị. Và trước kia thì cái hồ này thì có tên gọi là hồ Lục Thủy, hồ Thủy Quân, hồ Tả Vọng hay còn gọi là hồ Hữu Vọng quý vị. Và nói chung thì cái chuyện này Thái Võ cũng không rành đâu, tại vì mình người miền Nam mà. Chỉ là mình cái nào mình không biết thì mình hỏi người dân địa phương thì người ta giải đáp cho mình biết vậy thôi. Và thưa quý vị thì những ngày gần đây thì trên các cái trang mạng xã hội đó thì đang xôn xao một cái thông tin. Đang xôn xao một cái thông tin này quý vị. Và nó cũng liên quan tới cái hồ Hoàn Kiếm này nè. Và sẵn đây thì Thái Võ cũng xin chia sẻ cho cô bác anh chị mình được biết luôn. Đó là cũng trong ngày 18 tây tháng 5 thì theo một cái nguồn tin cho biết, công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã vừa có đề xuất xử lý đối với hai thanh niên tắm tiên tại hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm. Và hiện nay thì theo báo chí cho hay đã xác định được danh tính của hai người này. Và trước cái sự việc này thì nhiều người cũng khá là phẫn nộ quý vị.
Và hiện tại đó thì ở phía cơ quan chức năng thì người ta cũng xác định là hai người cởi trần tắm ở hồ Gươm là nam giới chứ không phải là thiếu nữ nha quý vị. Không phải như trên những cái trang mạng xã hội những ngày nay người ta lan truyền trước đó. Và theo đó thì theo cái báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho hay, khoảng 5 giờ ngày 16 tháng 5, một người đàn ông có tên là BVD, sinh năm 2001, trú tại Mê Linh, Hà Nội, và một người có tên là BDMN, sinh năm 2006, trú ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, sau khi mà hết giờ làm thì đi ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm này chơi. Và tại đây thì N và D đã dùng áo chùm đầu cùng nhau đi xuống hồ Hoàn Kiếm để mà ngâm mình. Và lúc này thì người dân đi tập thể dục phát hiện cái sự việc và can ngăn hai thanh niên này. Sau đó thì hai thanh niên đã lên bờ và đi về nơi làm việc. Và sau khi nhận được tin báo thì vào ngày 18 tháng 5, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã vừa có cái đề xuất là sẽ xử lý đối với hai thanh niên này. The Wheel Dynasty, the Wheel King, Mary Vita have decided the peace treaty to the friends to recognize them as one of the protectors for the country. But actually, the Indo-Chinese colonial government never stopped thoroughly exploiting policy. Và thưa quý vị, khi mà có dịp Thái Võ đi ra ngoài Hà Nội nè, thì Thái Võ mới để ý là thấy là đa số nha quý vị. Thái Võ thấy là đa số là còn giữ lại nhiều cái nét mà kiến trúc mà cổ, những cái kiến trúc cổ á quý vị. Những cái con phố mà những cái mặt tiền như thế này là, ở đây là 36 phố phường. Thái Võ thấy là người ta buôn bán kiểu giống như là ở trong Nam mình đó, mà kiểu như chợ đêm vậy đó quý vị. Nhưng mà ở đây người ta bán ban ngày luôn nha. Thì cũng đâu đó là có một số khách nước ngoài thì Thái Võ thấy là cũng có, người ta cũng có đi du lịch nè. Ở phía bên kia thì Thái Võ thấy có bán ba lô đồ quá trời luôn đó. Và thưa quý vị thì ngày hôm nay thì có lẽ đây là một chút chia sẻ. Sài Gòn cũng có mà Hà Nội cũng có. Thái Võ chia sẻ hai nơi cho cô bác anh chị mình được xem. Và có lẽ là khi mà cô bác anh chị mình đã xem xong video này thì có lẽ là giờ này Thái Võ cũng đã xong cái công việc rồi, bay ra cái là bay về Sài Gòn liền quý vị. Và Thái Võ thấy là dường như là giữa hai cái cảnh ở Hà Nội và Sài Gòn thì nó cũng không có khác nhau gì mấy. Chỉ là ở Hà Nội thì Thái Võ thấy là có những cái con phố cổ thì nó hơi nhiều thôi. Còn ở Sài Gòn thì Thái Võ thấy đường xá nó đông đúc, nó tấp nập. Còn ở Hà Nội thì Thái Võ thấy là cũng thưa thớt quý vị, cũng không có tấp nập, cũng không có ồn ào, không có náo nhiệt như Sài Gòn đâu. Và nói chung thì ở ngoài Hà Nội thì cũng có nhiều nơi để mà chúng ta đi tham quan, đi du lịch lắm. Nhưng mà do là Thái Võ không có thời gian cho nên là cũng xin quý vị lượng thứ, Thái Võ đi về sớm. Và nếu như mà có cái cơ hội, có một cái dịp lần sau thì Thái Võ sẽ quay chi tiết những cái nơi này, nơi kia cho quý vị mình được xem tại đây. Và ngày hôm nay thì nếu như mà quý vị thấy cái sự chia sẻ này là hữu ích và thiết thực thì quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like, cũng như là quý vị có thể bấm nút subscribe đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những cái thông báo của những cái video tiếp theo nha quý vị. Và bây giờ thì cuối cùng thì Thái Võ cũng xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, luôn yêu mến, luôn ủng hộ và luôn lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.